nói ở tập 1 thì Lucy đã vượt qua được thế giới 1, World 1 rồi. Bây giờ mình sẽ là World 2. Lucy đã mở được cái thế giới thứ 2 rồi. Và y chang như thế giới 1, mình để mình phòng hờ những cái chướng ngại vật khó khăn. Bây giờ Lucy sẽ vẽ một cái bánh xe nhìn y chang cái đồng hồ luôn. Rồi để thử nha. Trời ơi chị Lucy, em vẽ mực á, vẽ hoài không đủ mực mà sao chị còn dư mực nhiều quá vậy? Em cứ vẽ như bánh xe tăng vậy đó là được. Ôi, cái World 2 này hơi bị khó nha. Chứ ngày vật gì mà bự dữ vậy? Dạ. Ôi, chứ ngày vật nào cũng không chịu nổi với cái bánh xe tăng của Lucy đâu. Mấy bạn biết không, ngày xưa xe tăng của chú bộ đội nước Việt Nam mình á là chạy hả vô đường rừng nè, đường suối, đường núi, đường đồng bằng, cái nào nó chạy cũng được hết á. Cho nên Lucy học lịch sử biết rồi. Bây giờ hả, chướng ngại vật nào Lucy cũng vẽ cái bánh xe tăng. Cho nên mấy bạn thấy nó trôi qua trót lọt luôn thấy không? Đâu bị vướng thế nào đâu. Mà mấy bạn nhớ bánh xe tăng không? Nó là tròn nha, nhưng mà nó to và nó cao lên thì mọi chướng ngại vật nó đều bò qua được hết. Mấy bạn cố gắng vẽ tròn tròn á thì nó sẽ chạy dễ dàng hơn. Đây. Chị Lucy ơi, em cũng qua được World 2 rồi nè. Mày mới màn 2 à? Giỏi thay sơ. Chị được màn số 11 rồi. À trời ơi, chị lọt luôn rồi. Có điều khiển quá. Ổn chị? Ổn. Vẽ lại thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ đổi hình khác coi. Hello chị Lucy. Vậy coi bánh xe của em nè. Wow, bánh xe của Pfizer là hình chữ X. À, giống hình dấu cộng á. Ổn em? Dạ, đôi lúc cũng ổn chị. Dạ. Để coi chị vẽ cái hình này nó đi sao. Ồ, cái này thì nó cũng giống xe tăng thôi, nhưng mà chạy có vẻ cứng cáp hơn. Chị, phải vẽ về vòng tròn nhỏ rồi chị ơi, vướng. À, trời, đúng thiệt luôn. Mày bị cản rồi. Thôi, ở World 1 cũng có y chang thử thách này nè. Bà biết rồi đó, phải vẽ cái bánh xe thiệt là nhỏ mới chui qua được. Rồi, Pfizer đã vượt qua mặt mình rồi nè. Rồi, bây giờ mình sẽ vẽ lại một cái hình nhỏ nha. Một xíu thôi. Mình vẽ vừa thôi. Đừng nhỏ quá nhiều khi lại không đủ vượt qua những chướng ngại vật khác. Lucy lười quá, Lucy muốn vẽ một lần để vượt qua nhiều cái luôn. Rồi, coi cái nhỏ hơn xíu nào không nha. Gì vậy? Y chang như cũ hả? À, tính già quá non. Phải vẽ lại thôi, nhỏ xíu. Nó mới qua được. Ai hello. Bây giờ cái xe Lucy nó bé xíu rồi. Chị ơi, được chứ chị? Được rồi em. Vượt qua chướng ngại vật đó thôi, chị đang lười á, định vẽ cái bánh xe nào cho dễ qua ai nhè. Phải nhỏ nhất nó mới được. Rồi, qua chướng ngại vật này mà cái bánh xe đó đâu qua được đâu. Ai vẽ lại bánh xe cũ thôi. Em mà em vẽ được cái hình chữ X đó, chạy ổn không? Ổn chị. Đây, bây giờ mình sẽ vẽ bự nhất có thể thôi. Đây, rồi, lên. Lên luôn, lên. Wow, trời ơi, cái chướng ngại vật gì mà cao dữ vậy? Dạ. Ôi, mấy bạn ơi, không thể tưởng tượng được. Rồi, không thể tưởng tượng nổi luôn. Rồi, lên. À, trời ơi. Kiểu gì cũng chạy được nữa hả? Được không? Kẹt luôn rồi. Nhảy. À trời ơi, một tai nạn thảm khốc đã xảy ra rồi. Thôi, mình chạy phía trên này đi. Từ từ. Một cái bay. Trời, cái đống cát này mới to nè. Wow. Chị, sao chị? Chị cũng không biết nữa, để coi thử coi nó chạy được không nè. Dạ. Được. Bánh xe chị qua được nha, Fraser. Thôi, gì qua được hả? Của em qua không được. Ôi, em phải đổi bánh xe rồi. Bánh xe của chị là hình gì vậy ta? Hình xe tăng, nhưng mà nó vẫn là vòng tròn đó em. Dạ, của em á, nó hình dấu cộng cho nên nó chạy hơi chậm. Ôi, đó, bánh xe tăng của chị vượt mọi chướng ngại vật. Chị sợ nhất là cái chướng ngại vật nhỏ xíu, thấp lúc á. Phải vẽ là bánh xe nhỏ mới được. Rồi, ok luôn. Rồi. Trời ơi, cái cầu gì nhỏ xíu. Hú hồn, qua được rồi. Qua luôn. Cái này cao mà. Bánh xe mình, dù nó cao nhưng mà xe mình rất là cao.
không sợ. Chuẩn bị chuẩn bị nha. Mấy bạn ơi, mấy bạn đâu rồi? Ý, mình thấy được cái bảng phía nghịch phía xa xa rồi kìa. Cố lên, cố lên. Trời ơi, cái chướng ngại vật gì ghê vậy? Cao quá, cao quá. Thôi, bánh xe của mình cao như vậy rồi mà còn chịu thua hả? À? Lùi lại, lấy chướng. Lên. Lên, 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 lên. Yeah. Hay quá. Rồi, 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 trật, trật, trật. Rồi, xong phim. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, không để lọt này nha. Rồi, ô, trời, 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 trời. Ôi, khó quá vậy ta. Chướng ngại vật mà còn dễ bị lọt xuống cái lỗ hai bên nữa. Yeah. Cuối cùng mình vẫn giữ được cái bánh xe này nha. Ây da, 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 da. Ui, hên quá. Lên luôn. Lên luôn. Trời ơi, trời ơi, trời. Tại bánh xe của Lucy màu đỏ và chướng ngại vật màu đỏ nên mình nhìn không có rõ mấy bạn. Nó cao lắm luôn nè. Trời ơi, chị Lucy, chị làm cái ào cái chị vượt tới màn 36 luôn hay vậy? Em mới có 31 à. Thì bởi mới nói, em cứ vẽ cái bánh xe tăng đi mà bự nhất có thể đi là bảo đảm luôn. Bao hết mọi địa hình. Công nhận những địa hình này cực kỳ khó luôn đó. Dạ, nãy giờ cứ mỗi địa hình em phải đổi hoài luôn cái bánh xe này chị. Em vẽ giống chị nói đi, bánh xe tăng á. Ai trời ơi, cắm mặt xuống luôn rồi. Xong phim. Cứu tôi với, có ai không? Trời ơi, em mới nói sơ sơ cái chị lên màn 40 luôn rồi hả? Ừ, xe này chạy nhanh lắm. Tại chị làm bánh xe vòng tròn mà. Vòng tròn mà xe tăng, cho nên hả? Chị vẽ cứ từng đoạn đứt khúc á. Cho nên mình tiết kiệm được mực lắm. Ê, 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 cái này nguy hiểm nè, cái này có chân nè. Rồi, không lọt xuống là cũng bị lật à. Rồi, ok, ok. Không xong rồi, không xong rồi. Mình phải reset lại thôi. Rồi, bây giờ lên lại coi. Trời ơi, cao quá, cao quá. Yes. Rồi, coi thử nha. Ok, ok, ok luôn. Trời ơi, muốn té cái đuôi luôn nè. Lên, lên. Ây da, ây da, ây da. À, trời ơi, chướng ngại vật này khó quá. Làm lại, lên nè. Ây da, trời ơi, trời. Nó cao quá vậy. Bánh xe của Lucy á mà nó còn không loa được nè mấy bạn. Lucy là vẽ là bự nhất rồi đó nha. Bao hết cái bảng rồi đó. Rồi, xong luôn. No. Tao để suy nghĩ coi vẽ cái khác. Mình sẽ vẽ một cái hình kiểu khác nha. Thì mấy bạn thì bánh này vượt nổi không? Chị Lucy ơi, em lên được rồi nè. Giỏi lắm em. Tiếp tục đi nè. Chị ơi, em là Miss Cute nè. Em không biết chơi trò này. Em đang làm bánh xe hình tam giác. Thôi đừng đừng, em đừng làm bánh xe tam giác. Em làm hình dấu cộng thử xem. Nếu không được thì làm hình xe tăng. Dạ dạ dạ, trời ơi trời. À, Lucy vẽ cái hình này cũng không xong rồi mấy bạn ơi. Bánh xe Lucy á không thể nào vượt được. Nháy. Ui da. Ơi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Ơi, kẹt hai bánh hai bên luôn rồi mấy bạn ơi. Khó ghê chưa. Cái World 2 này có nhiều chướng ngại vật cực kỳ khó luôn. Rồi bây giờ để mình vẽ lại coi. Nếu mà chướng ngại vật cao như vậy thì mình vẽ cái gì đây ta? Gặp thêm mực á, nó lại tiết kiệm nữa. Ý, mình mới phát hiện ra World 2 á, nó cho mình nhiều mực nha. World 1 á, nó chỉ cho 50 mực à. Ở đây nó cho đến 87.5 mực luôn. Rồi, vẽ lại coi. Hơi tròn tròn một xíu, vượt. Vượt lên, yeah. Xe siêu mới của Lucy đây. Nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên. À, quá tuyệt vời. Lên, lên, lên. 49 rồi kìa. Rồi chị Lucy, chị lên 48, 49 luôn hả? Chị gần về đích rồi. Đúng rồi mấy em ơi, cố lên, cố lên. Dễ theo chị nè.
Đợi chị ở đâu tụi em đâu có thấy. Cứ hình xe tăng đi. À, dạ 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 rồi xong phim. Màn 49. Ôi do nãy mình chạy sai thôi, bây giờ mình chạy lại nè. Trò chướng ngại vật này á rất là khó nha. Coi kìa ở giữa nè, phải chui qua. Trời ơi. Ai về đích. Kết thúc World 2. Còn một World cuối cùng nữa là World 3. Hẹn các bạn tập ngày mai nha.